Yeah. Và đây là Vũ Tất Thắng, aka Twin Music. Đây là bài rap mình viết gửi tặng cho tất cả các bạn nữ thuộc câu lạc bộ âm nhạc cổ điển nói riêng, cũng như là một nửa thế giới nói chung. Chúc các bạn có ngày 8 tháng 3 luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ, let's go! 1, 2, 3, 4 nàng thơ. Em đi đến khiến cho con tim này ngẩn ngơ. Yeah, em xinh đẹp thiên thần không tì vết. Nếu sắc đẹp là vũ khí thì anh đây xin nguyện chết. Yeah, may dặn anh đi đến để tán nàng, nhưng không hiểu tại sao bị từ chối phũ phàng. Nàng nói nàng đây hoàng hậu thích ô tô, còn thằng văn vở lông bông thì em đâu có màng. Yeah, nghe nói em rất thích nhạc cổ điển, vậy thì gặp anh đây cứ gọi là hàng tuyển. Làm thơ đàn đóm thì vẫn cứ ok, kiến thức tán gái cả chưa phải rơi đến hàng quyển. Yeah, chúc em có thật nhiều may mắn. Yeah, công việc đầu tóc lúc nào cũng ngay ngắn. Dù cuộc sống có nhiều sóng gió biết bao, nhưng khi đánh bạc cầm lên lúc nào cũng luôn thắng. Yeah, em ơi em có biết chăng, anh muốn được sống cùng em đến khi rụng hết răng. Tình yêu anh dành cho em vẫn rào rạt, không bao giờ giảm chỉ tăng đều đều như giá xăng. Yeah, nhân đây là ngày của em á, chúc cho em cùng các bạn nữ lúc nào cũng xinh nhá. Tài năng vậy sắc cái gì cũng đủ cả, không phải xưng vương thì cũng sẽ có ngày xưng bá. Yeah, còn anh đây ngày đêm chỉ ao ước, dòng tình cảm em dành cho anh nhiều hơn trước. Mỗi sáng thức dậy đều được đưa đón nàng, nàng mà là công nương thì anh đi xin làm công tước. Yeah, đến đây thì bài cũng hết rồi, chúc em có được người mình yêu trọn vẹn đến hết đời. Yeah, luôn luôn yêu nhạc cổ điển và cùng chung sức khiến cho dòng nhạc này sẽ không hết thời. Yeah, peace. Tháng 3 vui vẻ nhá.